Thủy Tiên làm rõ tin đồn ăn chặn tiền từ thiện để xây biệt thự, hé lộ thu nhập siêu khủng của Công Vinh. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đồn đoán tiêu cực liên quan đến việc xây dựng, sửa chữa các biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên. Theo đó, nữ ca sĩ bị netizen tố ăn chặn tiền từ thiện để xây nhà, bởi trước đó cô cho biết chỉ sửa sang lại căn biệt thự của mình, nhưng nay lại đập đi xây mới toàn bộ. Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng về sự việc này. Cụ thể, cô cho biết nhà hư hỏng nặng nên phải đập đi xây lại. Bên cạnh đó, hợp đồng xây nhà của cô chỉ có 3,2 tỷ đồng chứ không phải 80 tỷ như lời đồn. Đáng chú ý, trong các bài đăng làm rõ vấn đề bất động sản của gia đình, nữ ca sĩ còn khiến chị em ghen tị nổ mắt khi khéo léo để lộ chuyện tiền nong khi Công Vinh làm bất động sản kiếm được vì tiền của cô đã dùng làm từ thiện hết. Trong một bức ảnh chụp màn hình, giọng ca sinh năm 1985 khoe khéo ông xã đi bán đất mỗi lần chốt đơn đều kêu khách chuyển hết vào tài khoản vợ. Thậm chí anh còn bảo cô ở nhà để nghỉ ngơi cho đỡ vất vả. Hành động này của Công Vinh khiến netizen không ngớt lời khen ngợi bởi anh quá tâm lý và yêu thương vợ. Thủy Tiên viết, nhiều khi mình thấy tội chồng mình lắm, tự nhiên giờ bị mấy bạn nói nghèo không có tiền xây nhà chỉ chờ tiền ăn bám vợ. Trong khi ảnh đi đá bóng, tất cả hợp đồng lẫn lương thưởng của các câu lạc bộ trong và ngoài nước, đội tuyển quốc gia cộng lại hơn 10 năm cũng kiếm 50 tỷ tiền mặt từ 5-6 năm trước rồi. Sau đó anh có duyên mắt tay đầu tư đất đai bất động sản lên giá toàn lãi gấp 5-6 lần. Tất cả tài sản làm ra đều công khai và đóng thuế nhà nước đàng hoàng chứng từ đầy đủ ạ. Tổng ảnh 5 tháng anh cho mình 31 tỷ để yên tâm rồi. Bữa giờ lại cho mình lắt nhắt tiền bán đất lặt vặt mỗi lần 3-5 tỷ nữa, tính ra cũng có hơn 40 tỷ để tiêu xài vặt á. Còn đang muốn bán cho thêm và dụ mình nghỉ làm luôn ở nhà để ảnh đi làm nuôi mình, làm chi cực mà người ta nói hoài ảnh không vui. Ngoài ra, Thủy Tiên cũng đã giải thích rõ về tin đồn phá sản. Nữ ca sĩ cho biết chỉ vì đam mê làm từ thiện nên cho lố tay, nhưng sau đó, Công Vinh đã bán hai miếng đất, một miếng 9 tỷ 500 triệu và một miếng 10 tỷ 100 triệu, là tổng có 19 tỷ 600 triệu để cô yên tâm chuẩn bị sửa nhà. Cuối dòng trạng thái, người đẹp cũng không quên chia sẻ những đoạn tin nhắn hình ảnh về chuyến đi từ thiện vừa qua và khẳng định mình chưa bao giờ ăn chặn tiền từ thiện, thậm chí còn bỏ tiền túi ra cho thêm. Trước đó, vào tháng 3 năm 2021, Thủy Tiên phải đăng status dài để phân trần vì bị tung tin đồn liên quan đến việc từ thiện và xây biệt thự 1.000m2 với tổng chi phí dự kiến gần 80 tỷ đồng. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã khẳng định cô chỉ sửa một vài chỗ hỏng trong nhà do bị xuống cấp, phủ nhận tin đồn ăn chặn tiền từ thiện cho mục đích riêng. Sáng ngày 12 tháng 6, 2021, một diễn đàn chuyên bàn chuyện showbiz bất ngờ tung bằng chứng cho rằng Thủy Tiên đập đi xây nhà mới chứ không phải sửa chữa như ban đầu. Cho đến hiện tại, mọi chuyện đã được lý giải rõ ràng. Trước khi kêu gọi được 178 tỷ cứu trợ miền Trung vào đợt lũ lụt tháng 10 năm 2020, Thủy Tiên và Công Vinh đã nổi tiếng là những sao Việt thường xuyên đi làm từ thiện. Trong tâm thư gửi khán giả trên tình vụ xây nhà mới đây, Thủy Tiên cũng kể vài trường hợp cô âm thầm cùng gia đình giúp đỡ trong suốt thời gian qua. Hóa ra lý do vợ chồng nam cầu thủ và nữ ca sĩ chịu mọi công kích của dân mạng để chăm chỉ nhận quảng cáo, kiếm tiền là vì họ phải cưu mang, hỗ trợ chi phí chữa bệnh, đi học, ăn uống cho rất nhiều mảnh đời khó khăn. Dễ dàng nhận ra, trong hầu hết các tâm thư gửi cộng đồng mạng, Thủy Tiên đều đi kèm lời van xin tha thiết, hãy để cho cô yên ổn làm ăn vì mỗi ngày cần giúp rất nhiều người, mỗi nơi một ít nhưng tổng lại thì sẽ rất nhiều tiền. Thủy Tiên thổ lộ, nhìn mấy cảnh này thương lắm nên dù ai trừ mình cũng dáng cố gắng để kiếm tiền giúp người ta. Mẹ kể người ta lết lại xin thôi, vùng sâu vùng xa nghèo khổ đâu biết kêu ai, nên mình giúp được gì dáng giúp. Nhìn những cảnh như vậy mà cố gắng ai chửi thì nghe, ai chê thì chịu đựng mà làm kiếm tiền giúp ạ, mỗi nơi một ít mà tính ra nhiều. Mỗi tháng mình phải nuôi rất nhiều bà già neo đơn khó khăn, đóng tiền trọ tiền cơm cho nhiều người nghèo khổ, nuôi nhiều trẻ em nghèo đi học, xây nhà, xây cầu cho nơi khó khăn. Chứ nghỉ làm là mình kêu gọi quanh năm suốt tháng luôn đó, tại mình rảnh và có máu đam mê giúp người lắm. Như vậy càng ảnh hưởng các bạn ghê gớm hơn, vì lúc đó mình biết mình hết sợ rồi, cho chửi luôn thì sao? Nói thẳng ra là để mọi người yêu thương mình yên tâm và đừng lo lắng gì nữa. Thấy mọi người nhắn tin lo lắng cho mình thật thương lắm. Mình sống trong nghề hơn 15 năm, bị chửi bịa đặt vu khống cũng cả chục năm hơn rồi chứ ít đâu. Mình quá quen rồi, mình sống minh bạch không khuất tất gì, nên mình chẳng việc gì phải sợ nói thẳng hay trốn tránh ai việc gì.